Tôi quy trở lọc hiện tại tôi có mặt tại nơi một mình chỉ trội dưới biển và trước mặt tôi đó là những ánh đèn rất là sáng. Ở phía trước thì một ngày mới đầy gió và bão. Thì ở đây nơi dưới biển cả này đã cho về tiền tài đó. Thì ăn tiền tài để mà ta lại các chị người của mình chỉ trội dưới biển đã cho về 72 đây đó. Thì đang tôi có mặt tại đây. Thì tôi đang tiến về phía bên dưới đây đó. Và nơi dưới biển cả này đây sẽ lên tiền ngày hôm nay. Thì một ngày mới như thế này đó, đi xuống này vượt hàng trăm cây số như đệm xuống tại đây. Và tôi đang đi như thế này toàn gai góc không này. Đấy, gai góc một đầy nguy hiểm ở đây qua trời. Gai chết trời. Thì từ Nam chí Bắc đó thì ai hiện tại miền Nam 72, miền Trung 72, miền Bắc hai nháy 72, nội ốc cộng luôn. Thì nơi của mình chết trôi dưới biển này đã hiển linh rực rỡ tiền tài. Thì tâm linh rất ở ngọc, tôi không thể biết được điều gì xảy ra cũng như ai có tiền tài để mà tài lệ. Và ở đây những đường đi như thế này cũng như gai góc sầm đó. Trước mặt tôi thì những ánh đèn điện của những chiếc thuyền ở ngôi khơi rất là sáng trưng. Thì ở chỗ này toàn là cỏ. Đấy, rất tùm. Tôi đang tiến về phía bên dưới thì nghe tiếng sóng vỗ này. Đó. Xuống biển thì nghe tiếng sóng vỗ rì rầm ở dưới biển cả. Thì ai chưa đăng ký kênh nhớ vào chữ đăng ký để theo dõi cũng như có tiền tài tài lệ các chị nơi đây. Cũng như trên trội diễn này đây sẽ lên tiền ở đây. Chị tôi đang đi ngang qua một cái hốc. Một cái học ở đây. Ở chỗ này thì có một cái ghế vua này. Đây ở phía trên này. Đây là một cái ghế ở phía trên này. Nó có một cái ghế gọi là ghế vua. Rồi tôi đang tiến về phía bên nữa. Phía dưới này
và qua một cánh cửa ở đó. Ở trước mặt tôi là những chiếc thuyền, thì thuyền ở đây chỉ đánh ở phía trong bờ thôi. Có lẽ trời động cũng như có lẽ bão đó, thì người ta không muốn đánh khơi, chỉ dồn vào phía bên trong, phía bên trong và phía gần bờ nhất để mà đánh kẹt. Trời ơi. Nghe tiếng sóng vỗ mà làm nổi dậy ghẹ luôn. Đấy. Tiếng mùa này là mùa bão rồi. Rất là bão. Bão tố là sắp sửa cũng tới nơi. Và ở dưới này thường là rất là gió và mưa. Đấy, ngày qua thì rất là khổ cực đấy. Thì ngày hôm nay thì cũng trời cũng sẵn mưa. Đó. Thì ngày hôm qua cũng đã biết rồi, rất là khổ cực, vừa ngồi vừa che cái dù đó để tìm sự may mắn, tiền tài cũng như cho tất cả mọi người có tiền có tài mỗi ngày, và vừa để mà khám phá mỗi ngày ở dưới biển này đó. Cho nên thì ai có tiền tài cũng những ủng hộ để mà chúc nhân tiền của ít lắm nhiều để mà tài lễ một chuyến đi nó thành công rực rỡ may mắn. Đó. Rồi thì ai không xem thì không xem thì thôi, còn xem mà có tiền tài có tài lộc cũng những ủng hộ để mà tài lễ thôi của ít lắm nhiều, đó là một chuyến đi thật sẽ đem đến may mắn tiền tài. Đấy, ngày qua thì ngồi như thế này, đấy, mưa gió, ướt đồ hết. Thì ngày qua đã cho nổ tiếng ghe này, đó, đã nổ trong cái hòn đá này, nổ luôn. Thì tôi đã giờ lên 72 đấy, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, qua trời 72. Thì tôi sẽ dạo phía dưới bên dưới nơi dưới biển cả này, thì tôi sẽ lấy sự may mắn ở dưới biển cả và sóng gió ở dưới như thế nào. Thì dưới này mùa mưa sẽ rất là khổ cực đấy, sóng gió này, mưa này, đấy. Làng Công Mây Dê ở đây. Đây là những con Công Mây Dê đó, kêu là Mây Dê, con Mây Dê, Công Mây Dê. Thì loại đó là kêu là Công Mây Dê ở dưới biển này. Thì ngày hôm nay nước cũng đã rất lớn ở dưới này. Trong hồ này thì Công Mây Dê rất nhiều. Thì dưới biển này ngày hôm nay cũng nước rất lớn, tiền tài sẽ đem đến, tiền tài rất nhiều. Tiền tài sẽ đem đến rực rỡ may mắn cho ngày mai, ngày 6 tháng 9. Và ở đây biển cả này
này đầy sự may mắn ngày nay, và nước hôm nay rất lớn, tiền tài sẽ đem được tiền tài rất là nhiều đây. Quý vị xem mà chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chưa đăng ký màu đỏ để mình theo dõi cũng như nơi dưới biển cả này rất là rực rỡ tiền tài, rình chích trôi dưới biển rất nhiều sư lên tiền ở đây. Thì chỗ này mấy hôm trước thì muối đóng nó ngày, và ngày hôm nay thì chỉ thấy là nước. Mới nghe cái bấm ở phía trong hồ này. Rồi thì tôi đang tiến về phía bên trong để mà đặt đồ lên hương cũng như tài lại các chị này, và hiện lên ngày hôm nay như thế nào của vùng linh chích trôi biển đại sự linh thiêng ở đây. Thì tôi sẽ đặt đồ lên hương, thì tôi rọi ở xung quanh có điều gì hay không. Chỗ đây là một con hòn đá này giống con cái đầu rồng. Rồi thì để mà tiếp tục ngày hôm nay thì tôi đang ngồi ngày hôm qua đấy cũng như ở đây sự linh thiêng ở đây, tiền tài bước lập bập ở nơi này thì đã cho về tiền tài rực rỡ may mắn này. Rực rỡ tiền tài 72 đấy, ai có tiền tài 72 tài lệ các chị này quên cho trời biển đó. Trên màn hình có dây lô hoặc chỉ những tin đều có đó, để mà tài lệ ủng hộ chút nhân điện nhanh khỏi của ít lắm nhiều để mà tài lệ. Thì tôi sẽ đặt đồ lên hương tiếp theo. Rồi thì trong khi xem ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi và chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo. Và ngày hôm nay đem đến tiền tài rực rỡ các chị ở nơi dưới biển cả này, và ngày hôm nay tôi đang tài lệ đấy. Thì ai có tiền tài đây để ủng hộ tài lệ nơi vô mình trôi dưới biển này cũng như một chút nhân điện nhân khói và những thành công rực rỡ ngày mai, ngày 6 tháng 9 đó, hiện tại cũng đang gió lên đó, đang gió lên đùng đùng, một con gió rất lạnh lẽo, một con gió rất lạnh lẽo ở đây.
Rồi, đây là trứng mới, trứng mới tiếp tục đó. Nghiền hoài chả nổ trứng gà rồi. Tôm kem qua trời tôm kem. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ ta lẽ cũng như trứng này sẽ đứng lên, các chị lên trên trời dưới biển này sẽ cho trứng này sẽ đứng lên tiền tài và hương ngũ ở đây như thế nào đó. Hiện tại đang gió lên, tôi đang đặt tôm mà gió rồi ầm ầm và có điều gì đang hiện hữu ở đây. Đây tắt điện rồi, đang tắt điện rồi. Một con gió đã làm cho tắt đèn này. Rồi, thì nơi này thì An hiện tại đếm ủng hộ tài lệ các chị này của ít lòng nhiều đếm tài lệ dưới nhân tin đã ghim đã có Zalo phía dưới và cũng như hiện hữu như người thế nào đang gió lên như thế này. Và các chị này cũng được cho tôi dưới biển sẽ hiện lên đem đến tiền tài cho tất cả mọi người như thế nào. Và ở đây và cũng như sẽ hiện lên trứng này sẽ đứng lên đó. Thì tôi đang nói đang gió lên đùng đùng này. Rồi, các chị này ở dưới ngồi biển này cũng như hiển linh trứng này sẽ đứng lên và đứng lên thương hữu một ngày mới ngày mai. Đấy, do miệt đặc biệt này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Thì ngày hôm nay tôi cũng có chút bánh trái sữa. Đấy, tiền duyên bạc này đem tới là các chị nơi dưới biển cả bên mộng bát ngát là thủy sông Hà Lai đồng điện ấn lai thì mộc Hà Bái đại dương vua thủy đại dương mộc triều đại dương hạ xe thì phú và các điện thủy cung trình ngụ dưới biển chính cung Hà Bá thủy long cung chánh điện ở dưới nước. Và ngày hôm nay thì để tới là các chị này và đất đai duyên trạch thành vàng bổn sứ bạch mã thái giám hoàng tam quốc lỹ thượng tốt đất đai viên trưng đồ lộ cho chích nội chích bơm chích đạn chích dựng chích xé on dòng tử mạng thái cổ thật dòng quan hành nông nghiệp. Và các chị nơi này hiển linh thì trứng này sẽ đứng lên ngày mai tiền tài tài lộc may mắn cũng như có các chị hương hữu thì cho làm cho trứng này đứng lên lúc nào đó thì ác tiền tài để mà tài lệ các chị này.
Rồi, hiện tại thì tôi đã khấn vái xong. Và một ngày mới, ngày mai sẽ hiển linh, cũng như tiền tài, tài lộc, và cũng như có các chị nơi này sẽ hiện hữu, làm cho trứng này đứng lên. Đó, đứng lên. Tiền tài ai cũng ở đây, ai có hứa ở đây thì ta là cái chị này, và cũng như có tài lộc chút đỉnh, ta là hiển linh nơi buôn linh chấp trội biển này. Thì về sự tâm linh, tôi cũng không thực biết được điều gì xảy ra ở đây. Tâm linh thì không thể đùa ở được, và hưởng hữu như thế này. Không không, một con gió đang thổi qua rất mạnh. Đó. Hồi nãy giờ đèn đang tắt mất rồi, làm cho điện tắt mất. Thì không không thì vẫn chưa đứng rồi. Không một. Không hai. Đấy, thì nhớ không hai, 20 thì ở nơi cổ chín là hiện tại nơi cổ chín thì tại là 20.02 đặc biệt. Miền Trung, miền Nam, miền Bắc qua trời. Thì ta đang gió lên. Thì các chị này hưởng ngủ thì trứng này sẽ đứng lên tiền tài, tài lộc, may mắn. Không bà. Đây có nguồn phụng gì đang chạy chạy này. Qua trời. Không bốn. Thì không bốn thì vẫn chưa đúng rồi. Đó. Các chị nơi vô linh chất trôi biển, các chị này thì hiện đứng lên tiền tài. Không năm. Nghe tiếng sóng vỗ mà. Ở phía sau ra ầm 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 đấy, sóng gió làm ầm ầm, làm nổi dây gà. Không sáu. Không sáu thì vẫn chưa đúng vậy. Không bảy. Lại tiếp tục như thế. Thì các chị này vẫn chưa cho đứng. 08. Nghe tiếng gì ở trong bụi. Ý ý ý trong này. Có một tiếng gì ý ý ở trong bụi này. Nghe tiếng ưng ốc luôn. Thì để tiếp tục thôi sẽ đặt như thế này. Các chị nơi hiển linh thì trứng này sẽ đứng lên. Đứng lên. Ngày mai. Cho biết. 09. Mới đó mà điện tắt rồi. Nghe tiếng o o o o. Thì dòm lại đèn đã tắt rồi. Số 10. Thì số 10 cũng vẫn chưa đứng rồi. Làm điện tắt liên tục thôi. Đấy. Mười một. Lại vẫn chưa đứng. Mười hai.
đèn tắt liên tục 12 rồi, thì 12 đã chưa đứng. 13, 14, 15, 15 thì lại vẫn chưa đúng rồi. Đó. Mười sáu, thì ai cầu nguyện ở đây để mà tiền tài rực rỡ may mắn đó hiển linh lúc nào đây? 17, đấy, đã cho về tiền tài quá nhiều nhưng ít thấy ai thay lại nơi bung lên trời biển này. 18, 19, 19 vẫn chưa đúng. Thì các chị nơi này hiện hữu thì trứng này sẽ đứng lên và đứng lên tiền tài. Thì ác tiền tài để mà tôi lại các chị này 20. Đó. 21, 22, 23, 23. Rồi thì 23 đã đứng và đã cho dương đứng tiếp tục ngày hôm nay. Thì 23, 32 thì cả một cái dương 23 và 32 ở đây. Đó. Thì đã hiện hữu các chị này đã chứng giám và hiện hữu trứng này sẽ đứng lên 23 và 32. Thì lọc mua với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc 23 và 32. Thì nơi dưới biển cả này đem đến tiền tài rực rỡ. Thế ai thiên tài đem tài lợi các chị này quý trình nhiều. Và các chị hiển linh đã hiển linh đó, đã cho mọi người để thấy được sự may mắn tiền tài. Tiền tài ngày mai đó, thì ai thiên tài đem tài lợi thì tôi sẽ đốt tiền nhận bà cây các chị này đem lạnh lấy và đem đến sự may mắn thiên tài cho ngày mai và tiếp theo đã hiện hữu như thế này. Rồi thì thông xem ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Thì đã hiển hiệu trứng này được để đứng liên liên hình nghĩa bóng cho ngày mai cũng như các chị này đã chứng giám đó, làm cho trứng này đã đứng lên và đứng lên tiền tài. Gió đấy, gió đang ầm ầm kêu đến đấy, làm nổi dây ghè luôn. Đó, đó quá trời. Rồi, gió qua trời gió luôn. Thì tôi cố đỡ để mà đốt chân hết. Đấy, chỗ này cũng thường dễ cháy lắm.
Rồi, cũng đã cháy hết rồi. Đấy. Cô đốt cho cháy hết để rực rỡ đỏ như lửa ngày mai. Đấy. Và đang gió như thế này và trứng này vẫn còn đứng nguyên nguyên hình điện vọng đấy. 23 ba mai đấy. Điện đã tắt rồi. Nổi dây gà ở đây. Ưng ốc.